Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng bậc các Phật tử gần xa thân mến. Giờ đây chúng ta đi vào chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay chúng ta nghiên cứu cái bài Tham Thiền trong cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Tăng Hai. Kỳ thứ 21. 27. Xin lỗi, 27 con mắt giờ không thấy, chỉ 7 chữ 1 thứ nhau. Hôm nay chúng ta học cái bài Tham Thiền kỳ thứ 27. Đây là một cái đầu đề mà tôi có thể gửi tới cho các Phật tử mà cũng nói với chính mình. Tôi hy vọng rằng là cái đề tài này á, cái buổi nói chuyện này đó, gửi đến các vị đây đó, là không phải chỉ gửi đến các vị. Tôi xin nhấn mạnh cái chỗ đó, mà dụng ý là cũng gửi đến các Phật tử hết, mà trong đó là coi như tự nói với chính mình. Và tôi có thể nói rằng là cả cái đời học đạo, hành đạo, làm đạo cho tới bây giờ, thì trong cái trí của tôi, cái tâm trí của tôi là với cái vấn đề mà của cái bài mà tôi sắp nói đây đó, không có lúc nào là tôi lơi cảnh giác và quên đi được. Bởi vì đây là một vấn đề sinh tử. Cái bài này nó nói lên vấn đề sinh tử của kiếp con người. Mà chúng ta nên nhớ rằng học đạo Phật, tu theo đạo Phật là học một cái nguồn chân lý để vun bồi mở mang trí tuệ. Mà đã vun bồi được trí tuệ, mở mang trí tuệ rồi thì cái kết quả của nó là chúng ta lấy cái gì? Là chúng ta lấy cái sự giải thoát của kiếp nhân sinh. Do vậy mà đạo Phật nó có cái nghĩa và cái trọng tâm chính của đạo Phật là Bồ Đề và Niết Bàn. Bồ Đề là do tu tập bồi dưỡng trí tuệ mà có ra cái trí tuệ đạt đến cái đỉnh cao, không còn đỉnh cao nào hơn. Mà đạo Phật gọi đó là Bồ Đề Vô Thượng. Bồ Đề Vô Thượng nghĩa là cái trí tuệ tỉnh thức của một con người tu tập đạt đến đỉnh cao, không còn đỉnh cao nào hơn, gọi đó là quả Bồ Đề Vô Thượng. Mà Đức Phật tìm được, Đức Phật thành tựu được cái quả Bồ Đề Vô Thượng đó để làm gì? Để có ra cái đức giải thoát. Chứ Bồ Đề là cái đức trí tuệ. Rồi có trí tuệ rồi là để có được cái đức giải thoát. Do vậy cho nên là Bồ Đề Niết Bàn là trí tuệ và giải thoát, chứ không phải cái gì lạ hết. Tu tập để học. Tu tập theo đạo Phật để học giáo lý đạo Phật, để bồi dưỡng trí tuệ, mới mang trí tuệ để có được giải thoát. Đó là cái mục tiêu, cái chỗ đến của đạo Phật.
mà có được Bồ Đề Niết Bàn hay là có được trí tuệ và giải thoát đó, là cốt là đào tạo xây dựng cho mình một cái nguồn sống, một cái nguồn tư tưởng sống an lạc và hạnh phúc trên cõi đời này. Cho nên là tôi nhắc nhở hoài cho những người mới phát tâm, gọi là học Phật sơ cơ, mới phát tâm đi vào đạo Phật, hoặc là có người ta gọi cách khác là gọi là học Phật vỡ lòng đó. Kể từ khi học Phật vỡ lòng cho tới học Phật tới mỗi ngày mỗi cao, mỗi đi sâu, thì cũng phải hướng vào cái chỗ giác ngộ và giải thoát mà thôi. Và giác ngộ giải thoát tất nhiên là cái kết quả đó phải đem lại cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc, cái sự nhẹ nhàng, sung sướng cho con người ngay trong hiện tại, chứ không phải để chờ lúc chết. Cái chỗ này tôi nói hoài thôi. Tôi nói như vậy bởi vì là có cái thành phần Phật tử này không ít đâu. Phát tâm học đạo, hành đạo bằng cái cách là chịu cực khổ. Có người chịu cực khổ ngồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ một lần cũng có. Rồi có người gọi là bỏ tiền ra tỷ 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 cũng có, để bỏ tiền vô cúng. Cúng tạo chùa, tạo tháp, mua đất, mua đai, xây dựng cơ ngơi gọi là Phật sự. Rồi bỏ tiền ra tới cô cấp quả bố thí cho những người khổ cực, đói khó cũng có. Thế thì những điều đó các vị gọi là làm Phật sự thì tôi cũng không cãi đâu, bởi vì nó không có sai. Nhưng mà nếu các vị làm Phật sự như vậy, Phật tử làm Phật sự như vậy mà có được sự giải thoát, sự giác ngộ, sự an vui, hạnh phúc ngay cuộc sống, ngay trong cái đời sống hiện tại, thì cái Phật sự của các vị đó đúng đó, gọi là Phật sự đúng, Phật sự chân chính đó. Còn ngược lại các vị bỏ tiền ra tỷ 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 để mua đất, để xây chùa, để xây thiền viện, để đúc chuông, để tạo tượng cao 50 thước, 100 thước, có người ta đòi làm cái tượng 100 thước đó. Rồi các vị bỏ tiền ra thiệt nhiều để xây chùa thiệt đẹp và nhiều ngôi chùa như vậy. Rồi các vị là mua đất cúng để làm cái vườn chùa thiệt là đẹp, mà tự thân các vị không có an lạc gì hết, không có sung sướng gì hết. Nói nôm na là sung sướng đó, phải sung sướng, phải nhẹ nhàng từ thân cho tới nhẹ nhàng tâm ý của mình, từ thân cho tới tâm ý của mình nhẹ nhàng, trong sạch, an lành, sung sướng, mà nó vượt ngoài cái gọi là hạnh phúc. Cái chữ hạnh phúc là ở đời người ta mong, người ta chúc cho được hạnh phúc đó là người ta mừng lắm rồi. Chứ chữ hạnh phúc đó nó có cái nghĩa, nó còn tương quan tới trần tục dữ lắm. Cái vui của chữ hạnh phúc đó là nó có nghĩa là của đôi tình tứ, của đôi vợ chồng trẻ, đôi nguyên ương nào đó để đi hưởng tuần trăng mật, là rồi đời sống an lành, hạnh phúc. Cho nên cái chữ hạnh phúc là mình cũng sẽ được, nhưng mà cái chữ đó đối với đạo Phật là mình dè dặt, là mình không xài chữ đó. Chữ đó không phải là tội lỗi gì, cũng không phải là sai trái gì, nhưng mà đều cái vui của hạnh phúc đó, nó mong manh đó. Cho nên thường thường mà tôi có nhắc nhở hay là có gửi lời thăm hay gọi là chúc cho tới các Phật tử đó, tôi gọi là chữ an lạc. Chữ an là an vui, chữ lạc cũng là an lạc cộng lại là vui, mà vui một cái cách vui của cái người đệ tử Phật. Mình phải tạo cái cách vui không mất được.
Cái vui an lạc là trong đó tôi gửi đến các vị là ngầm cái ý là cái vui của mình tạo ra đó, cái vui đó là không có ai làm cho nó, không ai giật cướp được, không ai xin xỏ của mình được, không ai làm mất được. Thì cái vui an lạc á, nó theo tôi á là tôi ngừa là cái vui so với cái vui hạnh phúc á, cái vui an lạc là cái vui của mình làm ra và tự mình giữ chặt nó được. Bởi vì cái tâm mình thanh tịnh rồi đó, tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh, cái tâm của mình thanh tịnh rồi thì mình có cái cõi Phật thanh tịnh, mà tâm tịnh mà cõi Phật thanh tịnh rồi cái vui thanh tịnh đó đó, cái vui đó không có mất. Còn cái vui mà gọi là hạnh phúc nó có thể mất dễ dàng. Thí dụ như biết bao nhiêu người ta yêu thương, nhưng mà ta yêu thương rồi là nó có nhiều cách mà làm mất lắm. Một là người ta gọi là gãy gánh giữa đường, gãy gánh giữa đường nó có nhiều cách. Sinh tử biệt ly cũng có. Rồi ôm cầm sang thiền khác cũng có. Cho nên cái hạnh phúc đó nó mong manh. Vì vậy mà mình học tu á, mình phải tạo cho mình, xây dựng, kiến thiết cho mình một cái an lạc ở trong cõi đời này, mà cái an lạc đó khó mất, không mất. Đó là cái an lạc của giải thoát, của Niết Bàn. Do vậy mà trong cái thời gian của tôi trên bước đường tu học là cái bài mà cái nhan đề là hãy tỉnh thức này, là tôi luôn luôn là nó có ở trong con người tôi, trong đầu, trong tâm, trong trí của tôi. Thì cái bài đó nó như thế này. Cái bài này tôi sáng tác cái bài này đó là trong cái một cái trường hợp là cái cô Phật tử này á, cổ pháp danh là Diệu Trí. Cô Diệu Trí là má của Phật tử Tiêu Thị Quỳnh Mai hiện giờ ở bên Mỹ. Người Tiêu Thị Quỳnh Mai năm nay đâu khoảng 40 tuổi gì đó, trên dưới 40 tuổi gì đó. Mà Tiêu Thị Quỳnh Mai thì hồi còn nhỏ thì là do cô Diệu Trí cũng như trong gia đình Phật tử, thì Quỳnh Mai này cũng biết tôi từ hồi cô ta còn nhỏ, mười mấy tuổi ở Việt Nam. Nên bây giờ năm nay đã đâu cỡ 40 trên dưới gì đó ở bên Mỹ. Mà bà thân của Tiêu Thị Quỳnh Mai đó là pháp danh là cô Diệu Trí. Cổ vừa qua đời cách đây chừng 3-4 tháng gì đó, cô không nhớ rõ. Thì trong khi tôi nghe cô Diệu Trí này qua đời đó, tôi mới theo thông thường á, thì thầy trò, trong cái tình thầy trò đó thì người ta hay đi đám ma lắm. Dù là học trò đi nữa, mà học trò qua đời trước thầy thì thầy cũng đi đám tang. Nhưng mà tôi thì thành thật mà nói là trong cuộc đời tôi học đạo, hành đạo, tôi chú trọng cái còn sống mà ở đời thân nhau, thương nhau, giúp nhau bằng cái cách nào đó trong lúc còn sống. Phải có cái sự thành thật, thương nhau, giúp nhau, tốt với nhau trong lúc còn sống. Còn cái lúc chết đó, trong cái tình mà tương thân qua lại đó, nếu ở gần không có cực khổ lắm thì cũng có thể tới thắp ba cái nén hương, đó là theo phong tục đó mà, chứ còn thắp hương không nhầm gì hết á. Thắp ba nén hương rồi mình cũng giả đò chú nguyện lâm râm rồi vậy đó. Chứ thật sự ra là tụng cũng còn không được, là đừng nói chú nguyện lâm râm thì ăn thua chi. Nhưng mà nếu mà ở gần không cực khổ lắm thì trong cái thân tình của người trần tục thế gian cũng đều có cái sự qua lại đó.
kêu bằng hoan hôn tang tế, có sự qua lại giúp đỡ nhau, chia vui hoặc là chia buồn. Đám ma, đám tang thì ta gọi là chia buồn, còn đám cưới thì ta gọi là chia vui, để có sự có mặt của nhau, để nói lên cái ý niệm đó, chia vui hoặc là chia buồn. Nhưng mà phần tôi thì như tôi vừa nói đó, tôi ít có đi đám ma lắm. Cả cuộc đời hình như đi đâu chừng mấy một vài ba đám, mà đều đi chút xíu thôi, không có tụng. Bởi vì trước sau như một, tôi cho rằng là mấy ông thầy không có làm cái gì được cho cái hồn hết trơn đó. Bởi vì trong khi tôi học kinh rồi, tôi phải nghiên cứu chứ, tôi phải nghiên cứu kinh điển một cách sâu sắc. Cho nên cái việc mà đi tụng kinh đó, AE trước cái quan tài đó, tôi cho là đó là cái tập quán sai lầm của những người lãnh đạo về đạo Phật, về Phật giáo. Về mặt tình cảm thì tôi nói là có thể tới có mặt không sao, không có chuyện gì lỗi lầm sai trái gì hết á. Nhưng mà lấy cái sức của mình mà đem lại đó để mà gọi là thành tâm chú nguyện, rồi tụng ngày ba lần, bốn lần gì đó, để mà cầu nguyện cho cái vong linh đó vãng sanh cực lạc Tây Phương, hay là đi về Niết Bàn gì đó, đều không có hiệu quả. Tôi học Phật ngay trong lúc tôi học, tôi đã nghiên cứu cái đó được ngay trong lúc còn học. Cho nên là mấy mươi năm mà đi hành đạo, tôi không khuyến khích các Phật tử mà bỏ tiền ra cúng dường rồi chờ cái ngày chết rồi mời được chư tăng cho thiệt đông, 50 quý, 100 càng quý, 200 càng quý hơn, cái đó không phải. Đối với tôi cái đó là tôi cho rằng là học đạo hành đạo như vậy là không có đúng cái đường lối của Đức Phật. Mà tôi nói thẳng rằng là cầu an và cầu siêu không hề có được cái gì cho cái vong linh đó hết. Mà vong linh đó muốn được có Niết Bàn là vong linh đó phải được học tu ngay còn từ khi mà thanh xuân cho tới khi bạch phát, từ thanh mi chí ư bạch phát, từ lúc mài sinh tới lúc bạc đầu. Nếu mình có duyên ở trong gia đình đạo Phật thì mình phải học đạo, hành đạo ngay trong cuộc sống để hưởng cái sự an lạc hạnh phúc ngay trong cuộc sống, từ thanh mi chí ư bạch phát, chứ không phải học đạo để rồi cái ngày chết mới được vãng sanh cực lạc Tây Phương, hay là mới được sanh qua cái cõi Niết Bàn ở đâu xa gần gì đó. Cái quan niệm đó hoàn toàn là không có thực tế, hoàn toàn là sai lầm đối với đạo Phật. Cho nên cái vấn đề sinh tử vô thường là một vấn đề cần phải cảnh giác, cảnh tỉnh trong mọi thời gian, trong mọi chốn, mọi nơi. Thì trong cái lúc đó đó, cô Diệu Trí cổ qua đời, mà Tiêu Thị Quỳnh Mai, cái cô mà tôi vừa nói đó, cũng có về để làm đám tang cho mẹ. Và Tiêu Thị Quỳnh Mai này cũng có anh em ở bên Mỹ hết ráo à. Cái cô Diệu Trí này là đâu là 9-10 người con gì đều ở bên Mỹ hết, cổ ở bên đây có một mình thôi. Mà khi mà cổ qua đời rồi đó thì con cái đều về cũng đông đảo, cũng làm đám rồi cho cổ. Mà phần tôi thì tôi được cái tin của trong gia đình nó báo, nhưng mà rồi tôi làm bài thơ này giống như cái bài Ai Điếu vậy đó. Như bài văn Ai Điếu chứ tôi gửi về trong cái đám tang đó. Rồi hình như là cũng có đệ tử đọc cái bài thơ này thay cho cái lời Ai Điếu mà tôi gửi tới. Chứ tôi không có, bởi vì tôi ở Đà Lạt, còn cái nhà cô Diệu Trí này ở Sài Gòn. Thì cái bài thơ này để nhắc nhở cho mọi người, mà cũng nói với chính mình, để nói lên sự vô thường đó mà. Vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ,
Cô Diệu Trí này hồi cô mất là cô 80 tuổi. Cô nhỏ hơn tôi là 2 tuổi. Cái lúc đó tôi 82. Còn cái người bạn của cô Diệu Trí này đó thì mất hồi 81 tuổi. Còn tôi thì cái năm đó tôi 82 tuổi, cô Diệu Trí 80 tuổi. Thế là cái tuổi này đó, với người Phật tử mà có qua đời đi đó, họ nói năm nay là chết đi đó, không có cái gì mà cần phải quan tâm mà phải sợ 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 hãi gì hết đó. Không được sợ. Thậm chí trẻ hơn cũng không được sợ, chứ đừng nói chi mà cái tuổi 80. Cái này là tôi nói cái này là khó nghe đó, nhiều người không chịu đó. Tại sao tôi nói vậy? Là tôi nói như vậy là hoàn toàn chính xác đối với cái giáo lý của Đạo Phật. Tôi có thể nói rõ với Phật tử gần xa rằng là tu hành theo kiểu của Đạo Phật á, chánh thống là kinh điển của Đạo Phật á, không phải mình tu rồi mình sống dai vậy ta gọi là do Phật phù hộ đâu nha, không phải đâu. Rồi rồi thí dụ như người nào đó mà cái tuổi không phải thọ được 80, không được 70, thậm chí là chưa được 60, cũng không phải vì chưa được 60 là do Phật không phù hộ đâu nha. Đừng đừng hiểu Đức Phật phù hộ vấn đề tuổi tác đó. Nói một cách khác là vấn đề tu hành không phải là vấn đề để được cái phước mà mình lấy tuổi tác, mình lấy sự sống dai. Cho nên phát tâm tu hành không đặt điều kiện với Đức Phật rằng là mình phải được bình an hạnh phúc là do Phật giúp đỡ phù hộ, cũng cũng không được là tu hành với đạo Phật rồi là cầu Phật gia hộ cho mình được tuổi thọ lâu dài. Phật không làm việc đó. Nếu mà nói là đừng 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 sợ có vẻ phũ phàng quá đó thì Phật không làm được, nói thẳng thừng như vậy. Phật không làm được, không giúp được cái việc cho mình muốn sống dai đâu. Cũng như Phật Phật không 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 giúp được cho mình được làm giàu làm có, không có. Phật không giúp đỡ cho mình làm ăn được gọi là may mắn giàu có sống dai, điều đó Phật không giúp được. Và nếu mà Phật tử mà có ý nghĩ như vậy là nghĩ sai rồi đó, nghĩ sai về Đức Phật rồi. Mình tu Phật vậy đó, mình làm khó cho Đức Phật đó, làm khó dễ cho Đức Phật. Bởi vì mình ai tu rồi cũng quý Phật, cũng kính Phật, cũng lại Phật, cũng cầu nguyện Phật, mà Phật là không làm gì cho mình được hết là rồi mình buồn Phật. Mà buồn như vậy là tội nghiệp Phật. Và để nói lên rằng là mình không hiểu gì Phật mà mình tu Phật thì làm khó dễ cho Phật mà thôi. Cho nên tôi nói cái ý này là tôi muốn nhắc với các Phật tử rằng là vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Vô thường nó không hẹn cái tuổi, vô thường nó không hẹn tuổi nào hết đó. Trẻ nít mới sinh ra cũng có thể chết, 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi, 20 tuổi, 25, 30, 35, 40 đều có thể chết. Mà cái điều đó nếu mà đệ tử Phật quy rồi ngay từ mới lọt lòng mẹ đi nữa Phật cũng không giúp đỡ được. Hễ hễ cái đứa nào mà nó cái cơ thể cái nghị lực của nó gọi là tiên thiên bất túc hậu thiên thất điều thì có thể chết bất cứ tuổi nào, mà điều đó Phật không có ủng hộ trong việc đó được. Dựa vào đâu mà tôi nói như vậy? Các Phật tử đừng lấy làm lạ, điều tôi nói đó là có cơ sở rất là đạo Phật, rất là chân lý, phù hợp với chân lý của đạo Phật. Là tôi nói thí dụ như bây giờ các vị biết rồi nè, nói về người tu hành á, thì là Trúc Lâm Sơ Tổ Trần Nhân Tông, một nhà vua đấy,
Nhưng mà tuổi thọ có 40 thôi. Rồi nhị tổ Pháp Loa đó là một vị quan cận thần Hoàng Thân Quốc Thích đó, mà cũng có 40, 45, 46 thôi. Đó là nói về các vị mà tiền bối mình gọi là tổ trong đạo Phật của mình. Còn những vị tu hành thì có nhiều người cũng hiện thời đó mà, cũng vậy đó, cũng 30, 40 cũng đều có thể chết, 50, 60 đều có thể chết, 70, 80 cũng có. Mà cái đó không phải là do quyền hạn và trách nhiệm của Đức Phật để làm việc đó. Đó là nói về người tu á. Còn huống chi là người thế gian. Người thế gian là thí dụ như Đoàn Thị Điểm là một cái nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của văn học Việt Nam đó, mà có 42 tuổi đã qua đời rồi, đã chết rồi. Còn như Nguyễn Gia Thiều là Hoàng Thân Quốc Thích của đời nhà Lê đó, làm ra cái tác phẩm mà Cung Quán Ngâm Khúc đó, cũng có 47 tuổi chết thôi. Còn như Đại Thi Hào Nguyễn Du đó, là các vị đọc lịch sử đó, Đại Thi Hào Nguyễn Du vậy đó, người ta dám nói rằng là Truyền Kiều còn, là tiếng Việt Nam còn, mà tiếng Việt Nam còn là dân tộc Việt Nam còn đó. Vậy mà cũng có 55 tuổi qua đời, tự trận, nói năm là chết. Còn như Đức Phật của chúng ta, nhiều con lắm, nhưng mà đại để là có con là La Hầu La đó, lại là niết bàn, lại là giảng sanh, lại là chết trước Phật. Điều đó để nói lên rằng là cái việc mà sanh tử vô thường, lão bệnh đó, cái đó là chân lý của vũ trụ, do nhân duyên trùng trùng duyên khởi tác hợp với nhau. Hãy nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh, mà nhân duyên chia ly thì gọi là diệt. Sự sinh diệt đó là thuộc về của chân lý vũ trụ, chứ không phải của một đấng, cái đấng siêu nhiên nào đó thì người ta tin, là tại người ta tin vậy thôi, chứ không có cái đấng siêu nhiên nào mà ai mà cầu nguyện được hết á. Cho nên đạo Phật không có dùng cái chữ đấng siêu nhiên, không có. Không có tin một cái ông nào mà cầu mà giúp đỡ hết đó. Cho nên cái đạo Phật, các Phật tử đừng có để ý, đừng có cầu nguyện. Nguyện là ý muốn, để phát tâm thì là được. Cái đó mình khởi cái niệm, khởi cái ý muốn. Mình khởi cái ý muốn lành thì gọi là nguyện lành. Và mình kiên quyết, mình làm cho được thì ta gọi là thể nguyện. Mình làm cho được cái việc lành đó, mình làm cho được cái việc lợi ích đó thì gọi là thể nguyện. Cái đó được. Nhưng mà nguyện mà để mà gọi là van xin, nài nỉ, lại lục, mong chờ gì ở một cái đấng là nơi Đức Phật đó, thì Đức Phật không làm được việc đó. Cho nên những người mà Phật tử mà gọi là muốn học Phật sơ cơ là bắt đầu là phải học cái đó. Bắt đầu là phải học cái đó. Còn bằng không là uổng thôi, uổng tiền, uổng công, uổng sức, mà không hề có được gì hết. Kể cả cái việc sinh tử là phải chấp nhận theo cái quy luật, cái chân lý duyên sanh của vũ trụ. Hãy nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh, mà nhân duyên chia ly thì gọi là diệt. Còn nói về động vật con người là nhân duyên hòa hợp thì gọi là sống, còn hòa hợp, còn tương tục thì gọi là sống. Mà nhân duyên mà nó chia ly thì gọi là tử, gọi là sanh, gọi là tử. Chứ Phật không, Phật Bồ Tát đều không có giúp cho cái việc sanh tử đó, không có phù hộ được. Do vậy mà các cái bậc tiến sĩ trong Phật học mà đi lại lục cầu nguyện danh sinh đó, tôi không chịu được cái đó. Tiến sĩ, hòa thượng tiến sĩ, thượng tọa tiến sĩ, đại đức tiến sĩ mà đi cầu nguyện danh sinh lại lục để rước từ cái hồn ma bóng quái ở đâu ở ngoài rừng, ngoài núi, dưới biển, trên trời gì đó, đều là sai bét hết đạo Phật rồi.
đều là tà kiến chứ không phải là một vị tu sĩ nữa. Chứ đừng nói là cái ông gì, một vị khất sĩ thiệt của đạo Phật, đệ tử Phật đó, không có cầu nguyện gian sinh con ma con quỷ nào hết, không có lại lục năng nỉ ông thần ông thánh nào hết, kể cả Đức Phật. Lại Phật thì tôi cũng không có chê, nhưng mà đâu có dễ gì các vị lại trúc Phật đâu. Các vị lại tưởng Phật mà các vị tưởng là các vị lại Phật là sai rồi. Trong cái cục đá đó, trong cái thanh gỗ đó, cái khối gỗ đó, cái khúc cây đó, trong cái tượng đất nung đó không hề có Phật ở trong. Mình lại tượng đất nung, lại cái tượng gỗ, lại cái tượng xi măng cốt sắt, lại cái tượng mà bằng một cục đá đẹp đẹp nào đó mà ta gọi là ngọc, Phật ngọc gì đó, đều không hề có Phật. Lại những cái tượng như vậy mà đòi Phật giúp đỡ thì có tương quan gì với Phật đâu mà Phật chịu cái trách nhiệm giúp đỡ kỳ cục như vậy. Cho nên tôi nói này là tôi biết là khó nghe lắm, cho nên tôi bị cô đơn dữ lắm. Nhiều người nghe tức tối bực bội vì là vì không hợp ý, không hợp ý của những vị ấy. Cho nên là người ta bỏ tiền ra mà ta muốn Phật ngọc mà từ Âu sang Á, rồi có thể là từ Úc sang Phi nữa. Ở Úc rồi, ông Phật ngọc ở từ Úc mà ra, rồi đi tới Phi Châu, rồi tới Mỹ, tới Mỹ rồi, hiện giờ tới Mỹ Châu rồi. Chừng nào đi tới Âu Châu với Phi Châu thì tôi chưa biết. Chứ mà muốn Phật đó mà lại thì làm gì mà trúng Phật nữa. Rồi yêu cầu những cái ông Phật như vậy đó mà phù hộ mình thì làm sao mà phù hộ được. Cho nên là tôi như vậy mà đòi có được giảng sanh cực lạc, tôi không biết cực lạc ai làm cho mình à. Rồi cầu cho mình có được Niết Bàn, tôi cũng không biết Niết Bàn là ai cho và Niết Bàn nó ở hướng nào, không bao giờ có. Vậy mà người ta chịu được. Cho nên tu sai rồi đó thì người ta sợ cũng sai, cái sợ hãi của ta cũng sợ hãi sai lầm. Còn mình học Phật thiệt đó là mình không có sợ hãi, không có sai lầm. Cho nên trong cái bài này là cái bài là giống như cái bài Ai Điếu tôi viết như thế này đây. Bây giờ bắt đầu vào cái bài thơ này, chứ còn tôi nói hoài những cái cần thiết á để giúp đỡ cho những người học Phật sơ cơ cũng như những người mà đã tu một hai chục năm trong đạo Phật á, tôi nói hoài còn hoài là bởi vì cái thành phần mà hiểu lệch lạc về giáo lý đạo Phật nó nhiều lắm, nhiều lắm, đã nhiều, đang nhiều và sẽ còn nhiều. Cho nên nếu mà nói hoài, chỉ hoài, vạch ra hoài, còn hoài, thôi thì rồi bây giờ nói vô cái bài thơ Hãy Tỉnh Thức. Trong người mà gẫm đến ta, là cái bài này là coi cái bài Ai Điếu mà là đọc cái trong cái dịp mà cô Diệu Trí qua đời từ trần đó. Muốn nói qua đời cũng được, muốn nói từ trần cũng được, nói nôm na là chết cũng không sao. Nên mình nói chết người ta nói mình nói là không có văn hóa, không bay bướm, không có văn chương. Chứ kỳ thật là chết hay là từ trần hay là qua đời cũng vậy thôi à. Rồi còn có người nói là vãng sanh. Vãng sanh thì vãng ở đâu mới được chứ. Cho nên cái từ vãng sanh nó còn thêm nhiều cái rắc rối. Thì mình nói qua đời hay từ trần, nói theo tiếng Việt Nam thẳng thừng là chết. Mà chết thì đối với đạo Phật là thật sự ra là không có mất đi đâu hết. Cho nên cả cái từ chết cũng không thèm sợ, đừng có nói theo từ trần hay qua đời gì. Chẳng qua là người ta đặt ra cái chữ nghe cho nó gì đó chứ cũng không phải là đẹp. Đẹp cái gì? Chứ chết lại xấu cái gì? Rồi nói qua đời là hay cái gì? Nói từ trần lại tốt cái gì? Rồi nhà vua chết thì gọi là băng. Thế là vua nói chết là bị phạt cả nha. Phải nói nhà vua băng hà, chỉ băng là lỡ. Thí dụ như núi nó lỡ, nó sập cái đùng, cái nó không còn hòn núi nữa, thì gọi là núi, gọi là băng, băng là lỡ. Thì nhà vua thì mình tôn trọng, mình đặt cho cái chữ vậy thôi chứ cũng chết à. Tức là chết, băng cũng là chết, từ trần cũng là chết, quá giảng cũng là chết. Còn có người mà tự nó dối lòng và dối người, nói là ông đó bà đó giảng sanh cũng là chết thôi.
bây giờ đọc cái bài này đây. Người đã chết rồi ta đây cũng chết. Nói thẳng thần vậy hả? Chứ không nói quá giảng từ trần vậy hết á. Người đã chết rồi ta đây cũng chết. Khác chi đâu, chỉ có trước hay sau. Lão tử sanh là chứng bệnh bình thường. Dù vua chúa, thứ dân như nhau không hơn kém. Ít kẻ biết đời là trường quyển mộng, như cuộc cờ, như canh bạc đêm thâu. Dẫu thắng thua, chung số phận sẽ tàn đời. Tôi dùng chữ tàn đời này, này ngang tàn hết sức và không dị tình gì hết. Như cuộc cờ, như canh bạc đêm thâu, dù là ai thắng hay là ai thua, đều chung số phận sẽ tàn đời hết. Ai rồi cũng tàn đời hết. Chỉ có đất đủ tư cách vinh danh cho người thiên cổ. Chỉ có đất là vinh danh cho người thiên cổ một cách nghĩa là vĩnh viễn. Chỉ có đất thôi. Chứ còn ai vinh danh cho mình đó là thí dụ như cái mình ở trong một cái chế độ một nhà vua nào đó, họ vinh danh cho mình rồi cái chế độ khác người ta lật đổ cái chế độ kia, là người ta lật bồ lật mã, ta giục cả quy chương quân chương của mình hết à. Cho nên cái vinh danh của một chế độ nào đó nó không có thiên cổ được. Cái câu này nó có ý nghĩa vậy đó. Thí dụ như đời nhà Tần mà Tần Thủy Hoàng mà vinh danh cho Vệ Ưởng là cái tay độc tài ghê gớm của đời nhà Tần đó. Rồi Vệ Ưởng là cai trị khắc nghiệt ghê gớm, đốt sách cho học trò. Nhưng mà nhà Tần nó đâu có bao nhiêu năm đâu. Cái rồi thì Hạng Võ đánh, rồi là Lưu Bang đánh lật úp đổ hết cái chế độ nhà Tần rồi đó, thì là cái công lao của cô Vệ Ưởng đâu còn ai đếm xỉa gì nữa. Tất cả những cái quy chương, những cái quân chương, những cái anh dũng bội tinh gì đó của Vệ Ưởng đều bị dục hết à. Cho nên cái vinh danh đó không có quý. Còn như là Hàn Tín đó thì công lao Hạng Mã biết bao nhiêu để mà lập nên cái gọi là khai quốc công thần của đời nhà Hán. Nhưng mà Hàn Tín là làm vừa xong rồi đó thì Lưu Bang đó cho một người đàn bà mà để bắt Hàn Tín, rồi đem Hàn Tín, cuối cùng Hàn Tín bị chém giết với một tay của một người đàn bà. Thế thì Hàn Tín là được vinh danh như vậy đó, phá sở đại nguyên soái mà của Tiêu Hà, của Bái Công phong cho đó. Phong cho đâu có không hết một cuộc đời. Rồi cuối cùng rồi thì cái người mà phong cho mình làm phá sở đại nguyên soái đó lại là trúc phế cái địa vị cái danh của mình, cái chức tước của mình, rồi còn cho một người vợ là Lã Hậu bắt một tên đại tướng khai quốc công thành rồi đem ra giết như vậy đó. Thế thì cái vinh danh đó đâu có được gì đâu. Cho nên chỉ có đất mới vinh danh, mới vinh danh cho người thiên cổ mà thôi. Do vậy mà hồi đó tôi học chữ Nho hồi nhỏ cơ, có câu này nè: vị quy tam xích thổ, nan bảo nhất sanh thân. Ngày nào mà mình còn sống mình chưa được chôn dưới đất á, là mình còn sống trên đời này đó, thì cái đời sống, cái mệnh sống của mình khó mà bảo đảm được an lành đó. Vị quy tam xích thổ, nan bảo nhất sanh thân, chưa được chôn dưới ba tấc đất, chưa về với dưới ba tấc đất thì khó giữ đời sống trên cõi đời này. Cho nên Hàn Tín phá sở đại nguyên soái vậy mà cái ngày chưa về ba tấc đất, chưa chết đó, là còn cuối cùng bị một tay đàn bà bắt giết thôi. Thì rõ ràng là vị quy tam xích thổ, nan bảo nhất sanh thân. Câu thứ hai là ký quy tam xích thổ mà nan bảo bất niên phần. Còn cái người mà đã về được chôn dưới ba tấc đất rồi mà còn không giữ được cái mồ trăm năm mà
Cái mồ có mấy người được giữ 100 năm đâu. Cho nên là mã mồ của đời đời nhà Tần đó, khi mà Hạng Võ thành công rồi đó, là đập phá, đào bới, đổ tan tành hết của cái chế độ nhà Tần. Đã về ba tấc đất rồi đó mà vẫn bị Hạng Võ đào bới là phá bành hết. Do đó mà có câu là ký quy tam xuất thổ nan bảo bách niên phần, đã về ba tấc đất rồi thì không giữ được cái mồ của mình đâu, không bảo đảm nó được 50 năm 100 năm gì đâu. Thì nói gần nói xa, hôm qua là nói thực tế là ở Việt Nam mình cũng vậy. Việt Nam mình trước đây là ba mươi mấy năm cũng có một cái giai đoạn vậy đó, tất cả những cái mồ mả của những vị tướng đại tướng hồi xưa nguy nga đồ sộ, chữ vàng và bằng đá quý, nhưng mà rồi cái đó không còn. Thế thì là từ xưa trên thế giới cũng đã vậy, và thời nay hiện giờ đất nước Việt Nam ta cũng vậy, mà các đất nước trên thế giới cũng đều như vậy thôi. Do vậy mà mình hãy nhìn cái đó mà mình tự tỉnh thức cho bản thân mình, cũng như nhắc nhở cho mọi người khác. Không có cái gì quý hết. Cho nên cái chữ hạnh phúc đó, tôi nói hồi nãy đó, nói trước nãy giờ đó ha, chữ hạnh phúc đó nó mong manh vậy đó. Mà cái chữ an lạc do mình tạo ra bằng thân của mình, bằng tâm của mình, bằng trí tuệ giác ngộ của mình, rồi mình có cái sự giải thoát của mình, thì cái đó không ai lấy được. Chứ còn cái mà người ta ban, người ta tặng mình đó, kể cả quân chương, quy chương, quy hiệu, ngọc ấn tỷ phù gì đó, đều người ta có thể giật hết, có thể bị mất hết. Đó, cho nên cái bài thơ này là ý nói là vậy. Tôi đọc lại lần nữa cái rồi tôi nói rỉ rả các vị nghe chơi vậy thôi, rồi nghe không nghe thôi không sao hết á. Người đã chết rồi đây ta cũng chết. Cái này rõ ràng thôi, câu này là chân lý. Mà nếu mà tôi dùng cái nhân minh luận đó, tôi thí dụ cho các vị là các vị vô phương cải. Cái câu này là tôi viết câu này là có nhân minh đó chứ. Nhân minh luận ở trong này nè, mới dám viết vậy. Người đã chết rồi đây ta cũng chết. Nhưng bình luận tôi nói thí dụ như giờ tôi đưa ra cái đại tiền đề, tôi nói rằng là tôi bất cứ tôi chỉ ai, tôi chỉ thí dụ như là 1.000 người đứng trước mặt tôi trong một đám đông, tôi nói tất cả mọi người, các anh các chị rồi đây đều phải chết. Tôi nói như thế. Mà tôi tin rằng là khi tôi nói câu đó đó, có những người rất sợ chết, nghe câu đó là không bằng lòng, nhưng mà không bao giờ có thể phản đối tôi mà trúng được. Tôi đưa ra cái đề, cái nguyên nhân gọi là nhân minh, mà nhân minh là lấy cái nhân mà để mà chứng minh sáng tỏ cái vấn đề. Tôi chỉ hết cả 1.000 người, thậm chí 10.000 người, tôi nói tất cả các ông các bà các anh các chị rồi sẽ phải chết. Cái nhân thứ hai, cái câu thứ hai tôi đưa ra là vì các ông các bà các anh các chị là con người, là một động vật. Vì các ông các bà các anh các chị là động vật, là một con người. Câu thứ ba, phàm là động vật, trong đó kể cả một con người, thì ai cũng phải chết. Câu thứ tư, thí dụ ông A, ông B, bà C, chị D, kể cả mấy đứa trẻ nít chết rồi, như là con Tí, con Tèo, thằng Tèo, thằng Ti gì đó, đã chết ở ngoài nghĩa địa đó. Tuổi trẻ không, ở ngoài nghĩa địa không có cái tuổi nào không có hết đó. 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi, 15, 20 cho tới 7, 80 gì đều có hết. Bởi vì nó là động vật mà, vì nó là con người mà, cho nên là rồi ai cũng có thể ai cũng có thể chết, ai cũng phải chết. Đó. Cho nên là mình thấy người ta chết rồi mình cũng nghĩ là mình cũng sẽ chết thôi à.
Do vậy cho nên là mình đừng, đừng bao giờ nhìn người ta chết mà mình cười chê bằng kiểu gì đó. Không có. Bất cứ người ta chết kiểu gì mình không được cười chê. Mà nên nghĩ rằng là rồi đây mình cũng sẽ chết, cũng bằng kiểu gì đó mình chưa biết, nhưng mà cũng phải chết thôi. Bởi vì sao? Vì anh ông bà là con người, là một động vật. Mà Phạm là con người, là một động vật, thì ai cũng phải chết. Ví dụ những người đã chết trước. Cho nên là cái câu đó đó, câu đó là nhân bình luận ở trong. Nghe nó dễ vậy đó, nhưng mà mình nói phải có căn cứ. Mà căn cứ đó trong đạo Phật có cái cách lý luận, ta gọi là nhân bình luận. Cái câu đó là vô phương, không ai cãi được hết. Nghe thì không bằng lòng. Bởi vì nói tôi mới có 18 tuổi mà sao nói tôi chết. Người nói tôi mới có 32, 33 sao nói tôi chết. Đâu có phải vậy đâu. Kinh điển đã từng chỉ rõ ra rằng là mặc đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu niên nhân. Trong cái việc tu hành đừng đừng bao giờ ai hẹn tôi 50 tuổi rồi tôi mới đi tu, tôi 70 tuổi rồi tôi mới ráng tôi niệm Phật, tôi ăn chay tôi mới tu hành. Chứ bây giờ tôi còn trẻ quá, mới có 25, mới 30, mới 47 mà biểu tôi tu làm chi? Tôi chưa chết đâu. Nói vậy là sai lầm rồi. Ở ngoài nghĩa địa không có mồ cỡ nào không có hết đó. Nhưng ngoài nghĩa địa thì từ khi mới sinh ra cho tới già, tuổi nào cũng có. Do vậy mà nói câu này không hề sợ bị bắt bẻ, bị rời ra. Người đã chết rồi đây ta cũng chết, khác gì đâu, chỉ có trước hay sau. Đây là ta đưa ra nguyên nhân về cái thực tế đó. Lão tử sanh là chứng bệnh bình thường. Đây, cái chữ đó nó mới để ý đó. Lão tử sanh đây nói cho đủ là sanh lão bệnh tử. Nếu mà nói theo cái thông thường, sanh lão bệnh tử. Phải coi nó là một việc tầm thường, bình thường. Chứ đừng lấy làm lạ. Nó là một cái chứng. Nó là một cái bệnh. Nó là một cái quy luật. Người đệ tử Phật phải hãy xem nó là bình thường. Dù vua chúa thứ dân như nhau không hơn kém. Đây, cái lý luận như thế là nhân minh luận ở trọng không đó. Vua chúa cũng là một, dầu là vua đi nữa thì vua cũng là một con người. Và vua cũng là một động vật. Mà Phàm là động vật thì động vật nào cũng phải chết. Thọ mấy đi nữa, thọ như con rùa đi nữa, tuổi con rùa đó. Rùa có thể thọ tới mấy trăm năm. Ở Việt Nam có con rùa Hồ Hoàng Kiếm, ta để cái tuổi đó là 500 năm đó. Nhưng mà dầu 500 năm vẫn là chết kia mà. Còn con rùa nào sống ngàn năm nữa thì ở trong sách vở, trong truyện Tàu người ta viết con rùa tu cả ngàn năm mà được thành ra là quy linh thánh mẫu, thí dụ vậy. Thì quy linh thánh mẫu rồi cũng chết kia mà. Cho nên Phàm là động vật thì sẽ chết. Trong đó vua là một động vật, cho nên vua cũng phải chết đó. Thế thì mình đọc cái bài cái mấy câu này rồi đó, mình thấy đó mà, mình thiền định, mình quán chiếu mình đó mà, đừng sợ chết. Bởi vì thiên tử thứ dân là đều phải chết hết. Tất cả mọi người ai cũng chết hết. Dầu người Âu, người Á, người Úc, người Mỹ, người Phi gì, ở trong nước văn minh, ở trong nước chậm tiến gì, đều phải chết hết. Do vậy cho nên là cái người đệ tử học Phật, người ta tôi luyện ý chí không bao giờ sợ chết là vậy đó. Vì người ta quan niệm rằng ở nhân duyên hòa hợp thì gọi là tồn sanh, mà nhân duyên nó chia ly thì gọi là nó hoại diệt. Giống như hả, còn gió thì còn sống, còn bọt ở trên mặt biển, mà hả, ngừng gió thì sống và bọt trên mặt biển nó xẹp xuống, nó tan xuống rồi nó thành nước vậy thôi. Người đệ tử Phật học
học Phật, ta còn sống thì ta là còn cái thân ngũ quẩn, còn cái xác thủ thú ta thọ dụng, mà nó chết đi thì nó trả về với địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Thức đại nó trả về cho nguyên 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 thủy, nguyên sinh của nó, chứ nó không có mất đi đâu. Do vậy cho nên là mình có mất đi rồi thì mình hòa tan trở về với cái pháp thân của mình, cái pháp thân thanh tịnh vốn có của mình. Nếu mình tạo cái nghiệp thiện thì ở trong cái pháp thân thanh tịnh, còn nếu mình tạo cái nghiệp bất thiện thì nó cũng hòa tan, nó trả về, nhưng mà sau đó nó còn những cái chất liệu không đẹp không thơm, nó sẽ hội hợp lại một cái thứ không đẹp không thơm. Còn nếu cái chất liệu mình tạo ra nó đẹp, nó thơm, nó trong, nó sáng, thì khi mà nó trả về với vũ trụ bao la trong cái pháp thân tinh tịnh đó, tới chừng nó hợp lại một cái duyên khác thì nó trở thành cái thứ chất liệu trong sáng, đẹp, thơm. Cái đó là theo giáo lý Phật là vậy đó. Cho nên là dạng pháp duyên sanh, không có cái gì còn hoài mà cũng không có cái gì mất hoài. Cho nên khi mà nó trả về với cái thể pháp thân thanh tịnh rồi, nó cũng phải lúc nào đó nó cũng duyên, tùy duyên mà nó hợp lại. Chứ không phải ở trong cái thể pháp thân đó rồi nó như duyên bất động. Bởi vì đạo Phật nói rằng không có cái gì là bất động, là không có chuyển dịch. Trên đời này không có cái gì mà tự nó không có thay đổi, không có chuyển dịch. Cho nên cái này là phải thiền mới thấy. Vì vậy mà đọc bốn câu thơ đó rồi là ta thấy rằng chết cũng không đáng sợ lắm đâu. Không có gì đáng sợ hết. Mà cái đó phải tôi luyện trong cái lúc bình sanh nè, trong lúc tuổi còn trẻ đó nha. Chứ đợi già là không có được. Đợi già rồi mà mượn mấy ông thầy mở tiền ra 100 triệu hay là 100.000 đô gì đó, hay là 500.000 đô gì đó để cúng dường cho cái cơ quan nào đó với 10 cái ngôi chùa nào đó để cầu nguyện cho đó, cái đó trật lắc tu trật lắc, bỏ ra là 200-300.000 đô để nhờ chư tăng 10 cái thiền viện cầu nguyện gì đó trật lắc hết, không ăn thua gì tới mình hết. Nếu mà bỏ tiền ra mà làm được sự an lạc thì Phật Thích Ca hồi xưa thì xin bỏ tiền rồi thì đưa cho các sa môn, các bà la môn đó họ tu hành, họ cầu nguyện cho Phật đi tu làm chi. Phật ở đâu đi tìm chân lý rồi thành Phật bằng cách khổ sở, nghĩa là xả hết trơn quốc thành thế tử để đi làm một cái vị. Phật thì không cần chữ đấng đâu, để đi làm một cái vị ăn sinh, một vị khất sĩ, buông bỏ hết trơn. Cái vấn đề mà Phật buông bỏ đây là tôi đọc cái câu này nè, câu này hay lắm nè nha. Cái câu này đó hồi đó tôi đi dạy ở ngoài Hà Nội á. Câu này là tôi đi khắp nước Việt Nam, tôi chỉ gặp cái câu này là của chùa Quán Sứ có mà thôi. Cái câu đối chánh điện chùa Quán Sứ, Đức Phật Thích Ca là lịch kiếp vi minh quân, vi lương tướng, vi hiếu tử, vi đạo sư, dẫn dụng chân như, kiết vô lượng thiện duyên, trang nghiêm phước hải. Đó là câu thứ nhất đó. Câu thứ hai: hiện thế khí trân bảo, khí thê noa, khí quốc thành, khí vương vị, viên thành đại giác, thuyết hằng sa diệu pháp, bạc tế mê luân. Tôi đọc hai câu đó là tôi mê hết sức mê. Rồi tôi giảng cho các sinh viên hồi đó, các vị học trò của tôi hồi đó, cho bây giờ thì các vị đã làm qua
làm hòa thượng là hết trơn rồi. Các vị học trò tôi hồi đó bây giờ làm hòa thượng hết rồi, làm trong ban tánh trị sự, rồi hội đồng trị sự trung ương hết rồi. Lịch kiếp vị Minh Quân, vị Lương Tướng, vị Hiếu Tử, vị Đạo Sư, vận dụng chân như kiếp vô lượng thiện duyên trang nghiêm phước hải. Hiện thế khi Trần Bảo, khi Thê Na, khi Quốc Thành, khi Dương Dị, Viên Thành Đại Giác thuyết hằng xa diệu pháp bạc tế mê luân. Nó có nghĩa như thế này: Đức Phật, Đức Bổn Sư của chúng ta là Phật Thích Ca đó, lịch kiếp, lịch kiếp có nghĩa là trải vô số kiếp, trải cái thời gian vô tận, có lúc làm minh quân, có lúc làm vị tướng tài, có lúc làm người con thảo, có lúc làm người thầy giỏi, vận dụng chân như, vận dụng cái chân lý á, cái chân lý của giảng pháp là đạo Phật gọi đó là cái thể chân như của giảng pháp. Giảng pháp không bao giờ có làm đau khổ cho ai, và vạn pháp cũng không bao giờ có làm ô uế hay là xấu xí cho ai. Cái thể của nó là hoàn toàn thanh tịnh bản nhiên, gọi nó là chân như, cái thể chân như. Vận dụng cái thể chân như đó mà kết vô lượng thiện duyên để trang nghiêm cái biển phước đối với động vật hữu tình từ vô lượng kiếp cho tới ngày nay. Vận dụng cái thể chân như đó, dùng cái trí tuệ của mình mà có lúc là minh quân, làm ông vua cái bằng minh quân đó, mà là ông vua sáng suốt, có lúc làm lương tướng là tướng tài tướng giỏi, có lúc làm con thảo, có lúc làm đạo sư, có lúc làm thầy giỏi. Vận dụng cái thể chân như mà kết thiện duyên vô lượng để trang nghiêm cái biển phước đối với chúng sanh. Đó là nói về quá khứ trong vô lượng kiếp của Phật, của Thái tử Tất Đạt Đa. Còn nói về hiện thế, chữ hiện thế đây không có nghĩa là ngay bây giờ, mà chữ hiện thế này có nghĩa là cái thời đại, kể cả mấy ngàn năm từ Đức Phật Thích Ca giáng sanh cho tới bây giờ cũng đều được gọi là cái chữ hiện thế. Ở trong cái nghĩa của cái chữ hiện thế, nói cách khác là giáo lý của đạo Phật mà chúng ta học, chúng ta tu ngày nay đó, là của Đức Phật Thích Ca. Cho nên dầu Đức Phật Thích Ca đã qua đã niết bàn rồi mà ta còn học cái giáo lý đó. Do vậy cho nên Đức Phật Thích Ca cũng dù là đã viên tịch rồi mà cũng còn coi như là hiện thế vậy. Và chữ hiện thế này là nói ngay cái lúc mà Đức Phật Thích Ca giáng sanh ở Ca Tỳ La Vệ ở xứ Ấn Độ. Hiện thế Đức Phật cái bậc khí khí Trân Bảo, khí Thê Na, khí Quốc Thành, khí Dương Dị, tức là bỏ hết ngọc ngà châu báu của cải giàu sang, bỏ cả vợ con, bỏ cả nước, cả quốc thành, bỏ cả địa vị nhà vua để đi tu, để tìm con đường thành tựu được cái quả vô thượng giác, viên thành đại giác, để rồi thuyết hằng sa diệu pháp. Phật thuyết pháp thì ít đó, nhưng mà sự thật ra nếu mà chúng ta học cái giáo lý của Đức Phật mà chúng ta tu rồi đó, thì chúng ta thấy không phải là kinh điển của Phật nói chỉ gom lại ở trong ba tạng kinh điển vậy thôi đâu nha. Các vị có thể thấy hằng sa diệu pháp ở trong đầu, trong trí của các vị. Cho nên Đức Phật nói pháp như vậy đó, nhưng mà kinh điển người ta nói rằng Đức Phật thuyết hằng sa diệu pháp, nói cái diệu pháp đó nhiều như số cát sông Hằng, để mà bạc tế mê luân, để mà cứu khổ, để giúp đời
qua khỏi cái, vượt qua cái biển khổ trầm luân sanh tử đó. Đó, hai câu đó là như thế đó. Cho nên tôi đọc tôi rất thích. Rồi tôi giảng, tôi giảng, tôi truyền đạt cho các sinh viên hồi đó. Bây giờ họ đã thành thành hòa thượng hết rồi. Cho nên là chúng ta học vào mỗi bài dạy này, rồi phải tư duy, rồi phải suy gẫm người, nhìn sự vật hiện tượng, rồi phải nghĩ đến ta. Bây giờ còn 4 câu tiếp. Ít kẻ biết đời là trường quyển mộng. À, câu này cũng là thực tế đấy. Cõi đời này là một cái hí trường, một cái sân khấu. Còn tất cả chúng ta là hơn 8 tỷ người trên mặt đất bây giờ đó, mình nhìn bằng tuệ nhãn của đạo Phật. Cho cái thuốc ấy gì sao chứ? Không có, cái thuốc kia uống mới được, mới mau chứ, còn kẹo biết chừng nào. À, cái cõi đời này đó, nếu mà ta nhìn bằng tuệ nhãn hoặc bằng đạo nhãn hay tuệ nhãn đó, thì hơn 8 tỷ người hiện giờ trên thế giới đó là đông sang mà dĩ mộng đó nha. Chúng ta là những người đồng sàng mà dĩ mỏng. Đồng sàng dĩ mỏng có nghĩa là ngủ chung trên một cái giường. Ví dụ như cái giường đó ngủ 100 người thì ai cũng cùng là ngủ trên một cái giường đó. Nhưng mà 100 người có thể là 100 cái mộng khác nhau. Tôi gọi là đồng sàng dĩ mộng, mà cái điều này có thật. Các vị đi những cái đám tiệc đông đảo hay là ở trong cái khách sạn gì đó, trong khách sạn đó ta ngủ 300 người, 500 người đó. Nhưng mà trong đó bao nhiêu người có mộng đều khác nhau hết. Không có mộng nào trúng với cái mộng nào. Người thì mộng an lành, người thì thấy mộng buồn bã, người thì nằm mộng thấy đau khổ. Thậm chí có người nằm mộng thấy hải hùng chết chóc ghê gớm. Do vậy mà cái cuộc sống đồng sàng dị mộng này thì không có ai giống ai hết. Vui mừng buồn giận, thương ghét phải quấy hơn thua. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, từng giây từng phút khác nhau. Các vị hãy nhìn lên trời. Nhìn lên trời, những cái đám mây trên trời từng giây từng phút khác nhau. Thì tâm hồn, nguyện vọng, ý nghĩ của chúng ta, của mọi người trên thế giới cũng đều khác nhau, nhanh chóng như vậy đó. Đồng sàng dị mộng. Tại đây có đây, đây là một cái trường quyển mộng, là một cái sân khấu. Sân khấu các vị thấy đó, ai cũng biết đó. Coi phim, coi cái lương, coi ca nhạc. Tất cả những cái vui mừng buồn giận thương ghét ở trên những cái sân khấu
Đó là rút gọn lại của cái trường đời, của cái hí trường vô tận ở trên cõi đời. Mà sân khấu là rút gọn. Nên là một cái hí trường rút gọn của cuộc đời mà thôi. Ít kẻ biết đời là trường huyễn mộng. Cho nên là thật ra là chúng ta sống trên cuộc đời này có lấy gì bảo đảm đâu. Và cỡ như tôi vậy đây, bây giờ mà nếu mà ngày mai hay là 2-3 ngày nữa, 1-2 tháng nữa gì đó tôi có chết đi nữa, tôi có còn gì đâu. Do vậy mà tôi có làm bài thơ trong cái trước đây đó mà. Có một vị đại lão hòa thượng, ông đọc rồi ông thích quá, ông nói để sau này nếu mà ông cứ đi đám ma đó, ông lấy cái bài thơ đó đó, ngài lấy cái bài thơ đó ngài làm cái lời cảnh tỉnh để cho những cái người quá cố, giống như là các thầy đám mà đi đám tang đó, họ có cái bằng, họ sướng pháp ngữ, họ cầm tích trường, họ giọng cái rồi họ nói câu, thí dụ như phù nghiệp hệ thọ thân dị miễn hình lụy, họ giọng một cái chán một cái rồi hội ma hòa thượng hội ma giọng một cái chán, có ông hòa thượng đó ông giọng cái mấy cái cây tích trường nó văng ra, tôi cười nín cười không nổi. Cái giọng cái chán cái văng ra mấy cái tích trượng rụng rời trơn cái, mà ông này cũng tỉnh bơ, ông cứ không nói nữa. Bấm phụ mẫu chi di thế giả trung duyên nhi cộng thành rồi giọng cái chán nữa, văng hết trơn mấy cái khoen mấy cái dòng ở tích trượng, mà ông cứ không nói tỉnh bơ. Thì ông đại lao hòa thượng này, ông tính ông lấy cái bài thơ của tôi ông nói. Mà cái bài thơ này là các vị nếu mà có đọc rồi, có đọc qua các vị nhớ đó. Thơ rằng bài thơ là tỉnh thức đi người tỉnh thức đi, nói dài mộng mỹ có hay chi, bao nhiêu xuân ấy bao thu ấy, một kiếp phù hư giữ được gì. Để vậy đã tôi bị hết hơi rồi, thành ra tôi ngâm không được. Mà ông già này 90 mấy tuổi rồi mà ông còn ngâm hay lắm. Ngài nói ngài sẽ dùng câu đó để làm pháp ngữ để nhắc nhở các vị trưởng lão hòa thượng mà duyên tịch quá cố, nghĩa là giọng ráng dài cái tỉnh thức đi người tỉnh thức đi, nói dài mộng mỹ có hay chi, giọng kình ráng dài cái nữa, bao nhiêu xuân ấy bao thu ấy, một giấc phù một kiếp phù hư giữ được gì. Để nhắc nhở đó. Tình trong bài thơ này thì ít kẻ biết đời là trường quyến mộng, như cuộc cờ như canh bạc đêm thâu, không ai được gì hết trơn á. Mà như cuộc cờ này, tôi nói hoài không có hết. Nó có câu đối, cái câu trong kinh điển mà câu đối rất là hay. Thế sự kỳ phân xứ xứ hoàng lương mộng, hồi đầu thị ngạn nguyện phiên bối diệp xuất đàm qua. Đó là câu thứ nhất đó. Tức là cuộc đời này á, việc đời này, sống trên đời này đó như là giấc mộng kê vàng vậy đó. Nó như là một cuộc cờ vậy đó. Cuộc đời này như cuộc cờ, như giấc mộng kê vàng. Thế sự kỳ phân là cuộc cờ chia nước ra mà. Chia nước cờ ra rồi đánh cờ.
đánh kẻ thắng người thua, kẻ vui người buồn, đau khổ nhau dữ lắm. Thế sự kỳ phân xứ xứ hoàng lương mộng, tất cả nơi này nơi nọ, nước này nước khác cũng đều là mọi người đều sống trong giấc mộng hoàng lương, giấc mộng kia vàng hết à, chứ không có ai được cái gì ghê gớm gì đâu. Cho nên là đối với cái người mà có hột giống lành á, là phải hoài đầu là về bờ. Hồi đầu thì ngạn, hoài đầu là về bờ. Tất cả chúng ta là những người từ bờ mà vượt ra biển khổ mênh mông đó. Ai là người biết tỉnh thức, hoài đầu trở về với cái ngọn hải đăng thì chúng ta có thể trở về bờ được đó. Còn bằng không á hả, cứ bung thiền mà đi, đi mãi mãi thì cuối cùng rồi thì sẽ chìm đắm lang thang trong biển khổ luân hồi sinh tử mà thôi. Cho nên phải học cái câu thế sự kỳ phân xứ xứ hoàng lương mộng, hồi đầu thị ngạn. Cái chữ đó tôi thích vô cùng. Hả, mình biết hoài đầu là về bờ, mà nếu mình không biết về đầu là đi lang lên đên vô tận trong biển khổ mênh mông đó nha. Rồi lại cũng có bài thơ của ai tôi không nhớ. Bài thơ này thì có vẻ quá tiêu cực, quá bi ai. Bài thơ họ viết rằng: biển khổ mênh mông sông lục trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, xem lại cùng trong biển thảm thôi. Câu đó hồi đó tôi đọc tôi cũng thấy thích dữ lắm. Nhưng mà nó không đủ, nó không đủ ý nghĩa, nó không đáp ứng được cái yêu cầu trọn vẹn. Tiêu cực, nhìn bằng cái nhãn quan đau khổ để mà rên than, để mà thương vai. Có những người ta hơi nặng lời, ta gọi là nhà thơ như thế, là nhà thơ thương vai khóc mướn. Thương vai khóc mướn, không có lễ. Biển khổ mênh mông sóng lục trời thì cái đó được đi. Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi cũng còn được. Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, cái đó có. Nhưng mà xem lại cùng trong biển thảm thôi, rồi ngừng ở đó không được. Đành rằng người ta có thể là chèo một chiếc thuyền chơi, và có người chèo ngược gió, có người chèo xuôi gió, nhưng mà không phải ở trong biển thảm hoài được. Người ta có quyền hoài đầu chứ. Mà cái câu như tôi vừa nói đó, cái câu đối đó hay đó. Thế sự kỳ phân xứ xứ hoàng lương mộng, hồi đầu thị ngạn, người ta có quyền làm việc đó chứ. Người ta có quyền, người ta có thể vượt biển, ta có thể lao thuyền ra biển, người ta có thể chạy ngược, chạy xuôi, chạy gọi là chạy giác, chạy xuôi, chạy ngược gọi là chạy giác, chạy cấn. Nhưng mà đâu có phải ở ngoài biển hoài, đâu có ai bắt buộc ai ở ngoài biển hoài, trong biển thảm thôi đâu. Người ta, nếu người nào tỉnh thức, người ta có cái, người ta hồi đầu thị ngạn, ta hoài đầu là ta về bờ được. Thành cái bài thơ đó hồi tôi đọc hồi tôi còn nhỏ, tôi rất thích. Nhưng mà sau khi tôi học Phật rồi, tôi thấy bài thơ đó là thuộc về cái thành phần thơ của những người thương vai khóc mướn. Thơ đó hồi đó Khổng Minh đó gọi là những cái người đó là những người vinh phong, vinh nguyệt, cái bằng để mà thương gia khóc mướn, để mà than với gió, để mà thủ thủy với trăng, cái bằng ngâm phong vịnh nguyệt. Khổng Minh ở đó chửi mấy cái người thiệt chiến quần nho đó, cái đám nho ở Đông Ngô. Khổng Minh nói các ông là những cái thành phần ngâm phong vịnh nguyệt đó hả, học văn chương để ngâm phong vịnh nguyệt, vậy cái thứ văn chương đó lợi ích gì? Khổng Minh cái bằng chơi với cái đám quần nho, Khổng Minh chửi câu đó ngâm phong vịnh nguyệt. Còn một người Phật tử, cái cô Phật tử này không biết
lâu gần đây cổ ở bên Mỹ á, cổ nói với tôi, cổ nói thơ thương vai khóc mướn. Cái thứ thơ thương vai khóc mướn đó cổ họ không thích. Mà cái bài thơ mà tôi mới mới ngâm đó là thơ đó là cái loại để ngâm phong vịnh nguyệt hoặc là thương vai khóc mướn, không lẽ ít. Tôi đọc lại bài thơ đó các vị nghe, nghe rất là mùi đó, nghe rất là lâm ly não động đó, nhưng mà kỳ thật không có bổ ích gì hết. Gọi là thương vai khóc mướn, gọi là ngâm phong vịnh nguyệt. Biển khổ mênh mông sông lục trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, xem lại cùng trong biển thảm thôi. Nói như vậy là bỏ lửng cái đó là nói để mà buồn sao? Làm thơ để buồn vậy thôi sao? Nó phải có cái lối thoát. À, do vậy cho nên là mình học thơ đó là thơ nào phải có cái lối thoát á, thì nó mới có lợi ích. Còn thơ mà để mà buồn thôi đó là không có được. Nó con người vốn đã là ưu bi sầu muộn rồi, mà mình đọc thơ mà mình để buồn thêm thì làm chi? Vì vậy cho nên là thơ phải có cái lối thoát thì thơ mới có giá trị, phải mở cho ta. Thí dụ như Đức Phật Thích Ca là ngài nói pháp là ngài chỉ cho giáo lý tứ đế là khổ khổ đế đó. Nhưng mà khổ đế đó là gồm có 11 thứ khổ, nhưng mà 11 thứ khổ này là phải chỉ được cái nguyên nhân của khổ. Chỉ được nguyên nhân của khổ rồi là phải chỉ cái cách mà hóa giải tiêu diệt cái nguyên nhân của khổ. À, mà tiêu diệt nguyên nhân của khổ rồi thì là còn lại là cái không khổ là niết bàn. Chứ nếu mà chỉ khổ đế không là chỉ khổ hết vậy đó, rồi làm cho người ta đầu độc, cho ta còn thêm khổ nữa, thì cái giáo lý đó là cái giáo lý bỏ đi. Cho nên khổ đế thì là quả của cái nguyên của cái nguyên nhân của nó. Nguyên nhân của khổ đế là tập đế. Biết được cái tập đế là nguyên nhân của khổ đế rồi, phải có cái cách để chỉ, để tiêu diệt, để hóa giải cái nguyên nhân đó, tức là đạo đế. Dùng đạo đế để hóa giải cái tập đế rồi thì cái nhân của khổ đế hết rồi, thì còn lại cái gì? Còn lại cái an vui sung sướng, đó là diệt đế, là niết bàn. Đó là cái đường lối của Đức Phật ta. Và đạo là vậy đó. Cho nên thơ cũng vậy, văn cũng vậy, đọc cái thơ, cái văn, cái sách vở nào mà có một cái lối thoát thì mình mới có được lợi ích. Chứ còn cái thứ mà thơ mà như không minh chửi là ngâm phong vịnh nguyệt. Còn cái thơ của cái cô Liên Hải là cô ở Hà Hawaii, cô nói thơ mà thơ kia bằng thương vai khóc mướn, cô không thích. Như cuộc cờ, như canh bạc đêm thâu, dẫu thắng thua chung số phận sẽ tàn đời. Chỉ có đất đủ tư cách vinh danh cho người thiên cổ. Đây, cái bài này là để nhắc nhở cho ta, cho ta dị quy tam xích thổ mà nan bảo nhất sanh thân, mà ký quy tam xích thổ nan bảo bách niên phần. Chưa về, chưa nằm dưới ba tấc đất thì khó giữ, khó bảo đảm cái đời sống của mình cho an toàn đó. Còn đã về, đã được chôn dưới ba tấc đất rồi, cái mồ mả trăm năm cũng khó giữ đó. Cho nên mình phải giữ cái gì? Mình phải giữ cái chân lý, phải giữ cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú. Cái đó không ai giành của mình được, không ai giật của mình được, không ai quỷ diệt của mình được. Nó là... nó mới vinh danh cho mình là trở thành cái người lưu danh thiên cổ đó. Và thôi thì bây giờ nói hoài bao nhiêu tôi nói cũng được hết á, nói vô tận, nói những điều mà nhắc nhở cho mình, cho người, cho Phật tử gần xa đó, tôi có thể nói vô tận, nhưng mà điều giờ thì giờ nào nó cũng có hạn. Và cái nghe nào rồi nó cũng có cái chừng mực của nó, chứ không thể nói hoài được. Thế thì là xin chấm dứt ở đây. Hiện giờ là 4:35. Hy vọng rằng là gửi đến các vị Phật tử gần xa nghe rồi suy nghĩ rồi thì coi cái nào cần thiết, nó có lợi lạc trong cuộc sống thì mình tiếp thu.
Còn cái nào mà mình thấy nó không phù hợp hoặc nó chưa phù hợp thì mình để đó hoặc là mình bỏ đi. Bởi vì như tôi đã nói ở trong trong đầu các quyển sách đó mà, nói gì cũng không trúng là trúng, viết gì cũng không trúng là trúng, nghĩ gì cũng không trúng là trúng. Bởi vì tất cả chúng ta là cái người đồng sàng mà dĩ mẫm, cùng nằm trên một cái giường, cùng nằm trên một cái quả địa cầu, nhưng mà mỗi người có cái giấc ngủ khác nhau thì cái mộng khác nhau. Do vậy cho nên tôi nói đối với tôi thì trúng, đối với ông A, ông B, ông C, chị D, chị D thì trúng, mà còn đối với H, Y, Z, U, Y, X là thì không trúng. Do vậy cho nên là chúng ta có quyền lựa chọn, lựa chọn không sao hết. Xin 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 chào tất cả và chúc an lạc. Chúc tất cả an lạc. A Di Đà Phật. Thank you.